Thanh Thảo xin chào quý vị khán giả của Numia. Vào ngày 15 tháng 6 năm 2024, Thanh Thảo có một chương trình biểu diễn mang chủ đề là vị ngọt đôi môi do Hội Ái Hữu Việt Nam tại Numia tổ chức. Đây là lần đầu tiên Thảo đến với hòn đảo xinh đẹp và hiếu khách này, cho nên Thảo rất là vui mừng và háo hức được gặp lại quý vị khán giả. Chương trình của chúng ta sẽ bắt đầu vào lúc 7:30 tối. Có hai loại giá vé người lớn và trẻ em, bao gồm một nước uống khi mà vào cửa. Đặc biệt là ngoài Thanh Thảo thì chương trình của chúng ta có một nữ ca sĩ rất là trẻ đẹp, hát hay và rất là hot đến từ Úc Châu, đó là ca sĩ Thuận Yến và nhạc sĩ Tài Keyboard. Thanh Thảo đã lên một cái list những cái bài hát hot nhất, hay nhất của mình trong suốt 30 năm ca hát vừa qua để phục vụ quý vị một chương trình thật là phong phú và hấp dẫn. Cho nên là quý vị ơi, nhanh tay gọi điện cho Hội Ái Hữu Việt Nam nè, chị Ly, chị Mai Lan và chị Lan Anh. Thảo có để số điện thoại ở bên dưới cái video này để mà quý vị có thể nhanh tay có những tấm vé và những chỗ ngồi tốt trong chương trình Viện Ngọt Đôi Môi để mà gặp gỡ Thanh Thảo trong ngày 15 tháng 6. Và Thảo rất vui mừng được đón chào quý vị trong chương trình Viện Ngọt Đôi Môi do Hội Ái Hữu Việt Nam tại Numia tổ chức ngày 15 tháng 6 năm 2024. Xin được đón chào quý vị.